Đây là vị tình con cây đây. Có gì đâu. Okay. Ông kỹ thuật dừa của anh bao giờ mới lên? Chưa có tiền. Ngồi suốt này. Ôi đẹp như thế này. Nói để tập nó bị ấy rồi. Học à? Này cây dễ này ta ở đây nữa mà thì cắt bỏ đó luôn anh được cắt sát ở đây còn cái lộn gì nữa cái gãy ta làm cây phải ngon em nào anh ơi nó gốc tội sửa cây bôi cây chất lượng cao hả? Dạ. Thôi thợ cứu cây. Thiệt, thiệt sư phụ. Ê, đổ mày. Dữ kìa. Nhắc ha. À, nó không có sư dừa hả ta? Ừ, có sư dừa nha. Trong cành này cái cây này cả chục tỷ mà làm ăn bây giờ chết rồi. Làm ăn. Bà dữ đó kìa. Làm ăn sơ sài quá. Mẹ bà dữ nó bị chóc nó cây này thử coi 100 năm nó mấy chục tỷ mới sợ. Ba cái cây bứa này. Ba trái bứa nấu chua mà. Cái cây gì đâu? Chua lét.